đối với mọi người điều gì là mọi người nghĩ cần thiết và quan trọng nhất riêng Nhi, đó chính là sức khỏe. Tại vì có sức khỏe thì mới có thể làm được những điều mà mình mong muốn, và có sức khỏe thì mới có thể chăm sóc được cho bản thân mình nè, gia đình của mình và những người mà mình yêu thương. Thì trong video clip này tôi Nhi muốn chia sẻ với mọi người về một cái dòng sản phẩm, đó chính là thực phẩm chức năng viên uống đông trùng đinh chi. Và đây là sản phẩm Nhi muốn giới thiệu với mọi người. Thì đông trùng đinh chi này á, đó chính là thảo dược bổ sung sức khỏe, có tác dụng tốt cho mọi đối tượng từ lứa tuổi từ 14 tuổi trở lên. Và trong các em đông trùng đinh chi này gồm có những cái thành phần như là cao đông trùng hạ thảo, cao nấm đinh chi đỏ, cao đương quy và hạ thủ ô, và gồm nhiều những cái thành phần khác nữa. Và nó sẽ giúp cho hệ thần kinh của chúng ta giảm stress đi nè, và có thể là ngủ ngon hơn, ngủ sâu giấc hơn, và chống suy nhược thần kinh kéo dài. Và thứ hai là có công dụng tốt cho hệ tiêu hóa, tại vì nó sẽ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể nè, tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể và giúp cho cơ thể của chúng ta giảm suy nhược. Và cái thứ ba là công dụng về hệ tiêu hóa. Thì đối với những người nào mà đang mắc về những cái bệnh như là về tiểu đường thì nó sẽ giúp cho chúng ta hỗ trợ điều trị về cái bệnh tiểu đường, và còn giúp ổn định đường huyết. Và cái công dụng thứ tư đó chính là về hệ miễn dịch. Thì cái em đông trùng nấm linh chi này nó sẽ giúp cho chúng ta hỗ trợ điều trị về ung thư nè, chống oxy hóa nè, khử các gốc tự do trong cơ thể của chúng ta nè, và nâng cao hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào gan bằng cách ức chế quá trình pre-oxy hóa. Cái công dụng thứ năm đó là về em hệ tuần hoàn. Thì đối với những người lớn nào hầu như là ai cũng mắc về những cái bệnh lý như là cao huyết áp, thì đối với em đông trùng linh chi này nó sẽ giảm hẳn điều đó luôn nha mọi người. Nó còn là chống nhiễm mỡ nè, và còn là chống sơ vỡ động mạch nè, còn là giảm được cholesterol nè. Và cái công dụng cuối cùng của em đông trùng linh chi này đó chính là về chức năng sinh lý. Thì nó sẽ hỗ trợ điều trị rối loạn kinh nguyệt của phụ nữ nha, và còn tăng cường chức năng sinh lý nữa, và còn nhiều những cái công dụng khác nữa. Và bây giờ Nhi sẽ mở cái đông trùng linh chi này ra để cho mọi người xem được cái viên uống bên trong của em nó như thế nào nha. Đây, cái viên đó là như vậy đây. Thì bây giờ Nhi sẽ uống cái em nó nha. Và hiện tại thì hầu như ai trong gia đình của Nhi cũng đang sử dụng em viên uống đông trùng linh chi này rồi. Tại vì trước đó thì gia đình của Nhi hầu như là ai cũng mắc những cái vấn đề như là bị mất ngủ nè, cao huyết áp và những cái bệnh lý khác nữa. Cho nên là khi mà Nhi biết đến em đông trùng linh chi này á, thì Nhi đã mua ngay để cho mọi người trong gia đình của Nhi sử dụng. Và sau khi sử dụng cũng được một thời gian rồi á, thì cái em đông trùng linh chi này nó cải thiện lên rất là nhiều luôn. Thì dì của Nhi cũng đã nói với Nhi là mua thêm vài hộp để biếu cho những cái người bạn của dì của Nhi nữa. Và thực sự là Nhi đã trải nghiệm em này rồi, thì Nhi hay có những cái vấn đề như là mỗi lần mà Nhi bị nằm xuống hay là Nhi đang ngồi, Nhi bất chợt Nhi đứng lên á, thì Nhi bị không thấy đường và bị hoa mắt. Cho nên mà khi mà Nhi sử dụng em này thì mỗi lần như vậy thì Nhi không còn bị đau đầu và hoa mắt nữa rồi. Nhi không thể thiếu em đông trùng linh chi nào mỗi ngày luôn, vì nó đã giúp cho sức khỏe của Nhi và gia đình của Nhi đã tốt lên hẳn lên rất là nhiều. Và mọi người chỉ cần sử dụng một hộp, chúng ta phải sử dụng mỗi ngày, và từ hai hộp trở lên chúng ta mới có thể thấy được hiệu quả và thấy được công dụng của em nó. Và có nhiều bạn ngại và không biết cách để nói những lời mà yêu thương hay là chăm sóc gia đình của mình, thì mọi người chỉ cần biếu những cái hộp này đến với những người mà mình yêu thương, thì đó là cái cách mà chúng ta chăm sóc những người yêu thương trong gia đình của mình rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip của Nhi nha. Bye bye mọi người.